Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Nguyễn Hữu An là một vị tướng dày dạn chiến công bậc nhất của quân đội nhân dân Việt Nam. Ông từng góp mặt ở tất cả các chiến trường nóng bỏng và gian khó nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ông được đích thân đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đánh giá là vị tướng của trận mạc, là một trong những viên tướng giỏi nhất của quân đội nhân dân Việt Nam. Trải qua 30 năm chiến đấu trong lửa đạn, ông cùng với tướng Lê Trọng Tấn trở thành cặp bài trùng ăn ý trên chiến trường, là bộ đôi không có địch thủ trong suốt mấy chục năm chinh chiến. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng Battle Cry tìm hiểu về hai chiến công cực kỳ quan trọng của tướng Nguyễn Hữu An nhé. Chiến dịch Sa Thầy, tài dụ địch của tướng Nguyễn Hữu An. Nhử cóc vào giọ. Từ khi tiến hành chiến tranh ở miền Nam Việt Nam, quân đội Mỹ đã rất ưa thích sử dụng chiến thuật trực thăng vận. Mỗi khi phát hiện nơi tập trung lực lượng quân sự của quân giải phóng, lính Mỹ cùng với tất cả vũ khí hạng nặng liền được trực thăng chở thẳng từ căn cứ tới ngay khu vực đó. Quân Mỹ thường đổ quân xuống sau lưng đội hình quân giải phóng để đánh bọc hậu. Chiến thuật này được người Mỹ gọi là trực thăng vận, còn phía quân giải phóng quen gọi là kiểu nhảy cóc. Nhờ sức cơ động rất cao của trực thăng, các cuộc hành binh của lính Mỹ trở nên an toàn tuyệt đối. Mối lo sợ bị phục kích dọc đường cũng bị loại bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, chiến thuật trực thăng vận thì cũng có nhiều điểm yếu. Với tiếng động rất lớn của hàng chục chiếc trực thăng bay cùng lúc sẽ giúp đối phương dễ dàng phát hiện từ sớm. Thêm vào đó, trên các địa hình rừng núi, đối phương hoàn toàn có thể tính trước được các khu vực có thể đáp trực thăng ở xung quanh nơi họ đóng quân. Từ đó, người ta có thể dễ dàng lập kế hoạch để giáng trả cho lực lượng đổ bộ từ phút đầu tiếp đất. Bước vào mùa khô năm 1966, trên chiến trường Tây Nguyên, Bộ Tư lệnh Mặt trận B3 quyết định xây dựng kế hoạch nhử Mỹ ra khỏi căn cứ để tiêu diệt, lợi dụng chính sở thích nhảy cóc bằng trực thăng của Mỹ để dẫn dụ chúng vào cái bẫy do quân giải phóng căng sẵn. Khu vực tác chiến chủ yếu xác định trong khoảng 500 km², nằm trên địa bàn huyện Sa Thầy và một phần tây bắc huyện Chư Pắc. Địa hình có phần tương đối rõ rệt, từ sông Sa Thầy đến sông Poco, núi cao liên tiếp thành dãy. Ở khu vực phía tây cứ điểm Plezerang có một số núi thấp, gần sát sông Sa Thầy có bãi đất trống. Từ sông Sa Thầy đến sát biên giới Việt Nam Campuchia là rừng thưa, cây thưa có nhiều bãi đất trống, rất có thể Mỹ sẽ lợi dụng đổ quân bằng trực thăng. Bước vào mùa chiến đấu đông xuân 1966-1967, lực lượng vũ trang Tây Nguyên đã được trang bị sức chiến đấu tầm cỡ, không thua kém gì so với quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Sau một thời gian chuẩn bị hàng tháng trời, đích thân Phó Tư lệnh Chiến trường Tây Nguyên tướng Nguyễn Hữu An cùng với tướng Lê Hữu Đức đi trinh sát thực địa từ Plezierang kéo dài tới biên giới Việt Nam Campuchia khoảng gần 60 km. Quân giải phóng tìm địa điểm chốt, bố trí sẵn lực lượng và tìm cách đánh ở thực địa, sao cho khi dẫn địch ra chốt A phải dụ địch sang chốt B phải dụ địch vào chốt C, vân vân. Và cứ như thế, tạo ra một chuỗi những trận đánh nối tiếp nhau, dẫn địch theo ý của mình và điểm quyết chiến. Và điểm quyết chiến nằm ở sát biên giới mà quân giải phóng chọn là một cái nương khá rộng và tương đối bằng phẳng. Nếu quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa muốn chặn không cho quân giải phóng vượt qua biên giới, bố cọ phải đổ quân xuống đây với một lực lượng không thể ít hơn một tiểu đoàn. Và ở đây, quân giải phóng tập trung lực lượng cực kỳ lớn với toàn bộ trung đoàn 88 quyết tâm diệt gọn tiểu đoàn đối phương và cũng là trận đánh kết thúc chiến dịch. Dắt mũi đối phương. Ngày 19 tháng 10, mở màn chiến dịch, một phân đội thuộc trung đoàn 320 đã bao vây, chọc tức lực lượng đồn trú ở Plezierang. Lập tức một đại đội thuộc sư đoàn bộ binh số 4 của quân Mỹ đổ quân xuống sau lưng quân giải phóng cách khoảng 3 km. Đại đội quân Mỹ vừa đổ xuống thì ngay trong đêm đã bị một đại đội của quân giải phóng vận động tập kích. Ngay ngày hôm sau, Mỹ lại đổ thêm quân để bọc hậu đơn vị Việt Cộng đó mà họ vừa mới phát hiện. Và cứ như thế, trung đoàn 320 và một bộ phận của trung đoàn 66 đã đánh hàng chục trận và kéo địch vào địa bàn quyết chiến mà quân giải phóng đã lựa chọn. Với ý định không cho Việt Cộng chạy thoát sang Campuchia, quân Mỹ dùng trực thăng đổ một tiểu đoàn xuống sát biên giới. Trước khi đổ bộ, quân Mỹ đã cho máy bay B-52 giải bom phát quang một khu vực rộng khoảng 5 km. Địa điểm đổ quân của Mỹ nằm gọn trong khu vực quân giải phóng đã chọn, được gọi mật danh là C-1. 10 giờ ngày 25 tháng 10, Mỹ bắt đầu đổ quân xuống C-1 thì bất ngờ pháo của quân giải phóng nã cấp tập vào đội hình. Cùng lúc, 4 khẩu súng cối 120mm lên tiếng và một trận mưa đạn cối trùm lên toàn bộ đội hình địch. Trên đài quan sát, tướng An mô tả: trận bão đạn pháo nổ như sấm sét, trùm kín bãi đất bằng phẳng nơi bọn Mỹ vừa đặt chân xuống. Sự bất ngờ khủng khiếp hơn tất cả mọi sự khủng khiếp mà chúng có thể tưởng tượng được. Trên đài quan sát, ta nhìn rất rõ, sau từng đám khói tan, bọn lính Mỹ chết đè lên nhau, những tên còn sống sót chạy hoảng loạn, không có nơi trú ẩn. Sau cơn mưa đạn cối, trung đoàn 88 đã phục sẵn xung quanh, tổ chức thành 3 mũi tiến công vào lực lượng còn sót lại của quân Mỹ. Sau phút choáng váng, lính Mỹ gọi phi pháo yểm trợ tích cực, hai bên kịch chiến suốt đêm ngày 25 tháng 10. Lính trung đoàn 88 xông lên đánh giáp lá cà bằng lưỡi lê và lựu đạn,
làm phía Mỹ càng thêm rối loạn. Trong khi đó, vì quân hai bên đã lẫn sát vào nhau nên phi pháo của Mỹ tỏ ra vô tác dụng. Trong cơn tuyệt vọng, chỉ huy Mỹ cam tâm gọi máy bay ném bom trùm lên cả đội hình của chính quân mình. Ở vòng ngoài, trung đoàn 66 cũng tích cực đánh quân cứu viện, không cho lực lượng thám báo và các đa đội lẻ của Mỹ đến gần khu vực C1. Bị thiệt hại nặng nề, sợ sẽ bị xóa sổ cả tiểu đoàn, quân Mỹ rút chạy khỏi C1. 7 giờ sáng ngày 26 tháng 10, 20 chiếc trực thăng liều chết đáp xuống bãi C1 để bốc đám toàn quân về căn cứ. Cùng với đó, những đại đội, tiểu đoàn bị xé lẻ thuộc sư đoàn bộ binh số 4 bị giải ra suốt chiều dài từ đồn Prezezang tới C1 gần 60 km, cũng lần lượt phải rút chạy bằng trực thăng. Tổng kết chiến dịch, từ 19 tháng 10 đến ngày 6 tháng 12 năm 1966, quân giải phóng đã đánh 34 trận lớn nhỏ, tiêu diệt tổng cộng 2.050 quân Mỹ, 360 quân Việt Nam Cộng Hòa, tiêu diệt gọn một tiểu đoàn Mỹ, 8 đại đội Mỹ và một số trung đội, bắn rơi 21 máy bay, phá hủy 21 khẩu pháo, 5 khẩu cối 1-6 ly và 16 xe các loại. Rõ ràng, quân Mỹ có vũ khí, có phương tiện chiến tranh hiện đại, thế nhưng cuối cùng vẫn bị thua là vì ngay từ nước sôi quân đầu tiên đã nằm gọn trong sự tính toán của đối phương. Kết quả này làm nổi bật lên tài thao lược của tướng lĩnh quân giải phóng, mà xa nhất là cái tên Nguyễn Hữu An, vị tướng trận mạc, đặc biệt là tài dụ địch và điều địch. Trận Ia Drang, trận đánh lớn đầu tiên của Nguyễn Hữu An. Màn dạo đầu. Trước khi chiến dịch Sa Thầy diễn ra, thượng tướng Nguyễn Hữu An đã từng có một chiến thắng vang dội khác. Trận đánh được xem như đã thay đổi cái nhìn của cả hai phía Việt Nam và Mỹ trong cuộc chiến này. Trận đánh đã làm phá sản chiến thuật trực thăng vận và là lời khẳng định đanh thép cho câu hỏi mang tính căn bản, đó là con người hay vũ khí. Tháng 9 năm 1965, Bộ Chỉ huy quân Mỹ đã điều sư đoàn không kỵ số 1 lên án ngữ ở An Khê, Gia Lai nhằm ngăn chặn quân đội Bắc Việt hỗ trợ cho quân giải phóng miền Nam, cắt Tây Nguyên cùng với đồng bằng ven biển. Quân Việt Nam Cộng Hòa thành lập biệt khu 24 gồm hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai, chuyển giao nhiệm vụ tác chiến chủ yếu ở Tây Nguyên cho quân Mỹ để thực hiện kế hoạch tìm và diệt trong chiến lược chiến tranh cục bộ. Trong bối cảnh đó, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên quyết định thay đổi chủ trương, hạ quyết tâm mở chiến dịch Play Me nhằm mục đích phối hợp với chiến trường toàn miền Nam tiêu diệt một bộ phận quân chủ lực của Mỹ để mở rộng và củng cố vùng giải phóng, xây dựng căn cứ, rèn luyện bộ đội và cơ quan chiến dịch, qua chiến đấu từng bước tìm hiểu quân Mỹ, đồng thời xây dựng lòng tin đánh Mỹ và thắng Mỹ. Trung đoàn 33 được lệnh tới chiếm trại Play Me. Play Me có vị trí quan trọng sát với đường số 19B nối Đức Cơ với thị xã Pleiku và đường 14 nối Phú Nhơn với Buôn Mê Thuột. Phát hiện ra đối phương cơ động, quân lực Việt Nam Cộng Hòa quyết định cho quân chi viện tới Play Me. Ngày 23 tháng 10, chiến đoàn 3 thiết giáp từ Phú Mỹ hành quân lên Play Me, gồm có 3 chi đoàn thiết giáp M113 và xe tăng. Ngoài ra thì còn có tiểu đoàn 21 biệt động quân, tiểu đoàn số 1 trung đoàn 42 và 2 khẩu pháo 105 ly. Lúc 16 giờ 30 phút, một phần đội hình quân Việt Nam Cộng Hòa lọt vào giữa trận địa phục kích của quân giải phóng. Các tiểu đoàn 634 và 635 quân giải phóng xung phong đánh thẳng vào giữa đội hình quân Việt Nam Cộng Hòa. Đến 18 giờ, trận đánh kết thúc, quân giải phóng miền Nam Việt Nam ghi nhận diệt 59 xe tăng và xe bọc thép cùng với 800 quân Việt Nam Cộng Hòa, thu 2 pháo 105 ly và 6 xe chở đạn, 40 súng các loại, bắn rơi 2 máy bay. Ngày 25 tháng 10, sau 2 lần vượt qua ở phục kích, đoàn quân chi viện cũng tiến được vào trại Play Me. Sau khi quân chi viện Việt Nam Cộng Hòa vào được trại, hai trung đoàn 320 và 33 quân giải phóng được lệnh tháo lui. Trung đoàn 33 rút từ Play Me về khu vực thung lũng Ia Drang, cách 10 km về phía tây để phòng thủ. Món quà bất ngờ. Nhận thấy đây là một cơ hội tốt để triển khai chiến thuật trực thăng vận bằng những loại máy bay mới nhận được, vũ trang mạnh hơn, bay nhanh hơn, xa hơn và chở được nhiều quân hơn. Các chỉ huy Mỹ quyết định sẽ tung ra một cuộc hành quân lớn đánh chặn bằng trực thăng với tiểu đoàn số 1 và tiểu đoàn số 3 thuộc sư đoàn kỵ binh bay số 1, tổng quân số khoảng hơn 1.000 người và thêm một tiểu đoàn pháo binh cách đó 3 km để chi viện. Về sau lại tăng viện thêm 2 tiểu đoàn không kỵ nữa. Về phía quân giải phóng, lực lượng gồm có trung đoàn 66 và tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 33 với tổng quân số khoảng 1.500 người. Xét về quân số tác chiến đơn thuần, quân giải phóng miền Nam Việt Nam có ưu thế hơn 1.500 quân so với 1.000 quân. Tuy nhiên, quân Mỹ đã được trang bị hỏa lực rất hùng hậu. Trung bình, một lính Mỹ tại chiến tuyến được 5 lính khác ở tuyến sau hỗ trợ bằng phi pháo, ném bom, tải thương, v.v. Trong trận đánh, pháo binh Mỹ đã bắn 6.000 loạt trên một ngày. Không quân thể xuất kích tới 300 phi vụ trên một ngày, trong đó có cả B-52. Từ đó, có thể ước lượng được rằng pháo binh Mỹ tham chiến là ít nhất một tiểu đoàn, không quân Mỹ tham chiến ít nhất là 3 tiểu đoàn, chưa kể hàng trăm lượt trực thăng chuyển quân. Như vậy, nếu tính cả lực lượng hỗ trợ tuyến sau thì quân Mỹ có ưu thế hơn hẳn. Có lẽ là do quá ám ảnh từ trận ấp Bắc trước đó với những vụ cầy biết nói phóng ra lửa,
nên lần này cô Mỹ đã chọn một khoảng trống bằng phẳng. Và quan trọng là xung quanh chỉ có những bụi cây nhỏ, cách sông Iadrang khoảng 2 km về phía tây bắc, làm bãi đáp chính mang mật danh LZXRay. Bên cạnh đó còn có 6 bãi đáp phụ cách đó không quá 4 km. 10:48 sáng ngày 14 tháng 11 năm 1965, sau 30 phút, B-52 ném bom hủy diệt, pháo binh và trực thăng vũ trang bắn dọn đường xung quanh khu vực đổ quân. Đại đội quân Mỹ đầu tiên đáp xuống bãi X-ray, và thay vì phải nằm lại bãi đáp để bảo vệ an toàn cho các đơn vị xuống sau, thì chỉ huy của lực lượng này lại xô quần đi trinh sát, và đây là một sai lầm tai hại. Hệ quả là những nhóm xuống sau đã bị quân giải phóng tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu khoảng hơn 300 người. Tại bãi đáp phụ LZ Albany, tình cảnh cũng bi thương không kém. Lối lửa phòng không của quân giải phóng đã chờ sẵn. Có vẻ như B-52 không làm gì được các lực lượng quân giải phóng. Trực thăng của Mỹ vừa hạ độ cao thì ăn ngay những loạt đạn bắn xối xả từ nhiều hướng. Ngay lập tức, một chiếc UH-1B bị bắn cháy. Các đơn vị buộc phải đổ bộ từ độ cao 2m thay vì 1m như thường lệ. Tổng cộng có 155 lính Mỹ thiệt mạng, 124 người khác bị thương và một số khác bị cho là mất tích. Ở các bãi đáp khác, giao tranh cũng nổ ra ác liệt. Tổng cộng có khoảng 400 lính Mỹ tử thương sau các cuộc giao tranh. Trước nguy cơ bị tiêu diệt toàn bộ, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1 Kỵ binh Không vận quyết định gửi quân cứu viện, nhưng không một chiếc trực thăng nào dám hạ cánh xuống bãi đáp LZXRay và những bãi đáp phụ khác, mà chỉ dám thả quân ở cách đó khoảng 1 km và để lính đi bộ vào. Tới 9 giờ tối, khi đang chuẩn bị hạ cánh cho đợt đổ quân tiếp theo, thì phi công Mỹ chợt nhìn thấy những chớp lửa lóe lên từ mặt đất. Quá kinh hoàng, họ buộc phải lái máy bay lên cao và ra khỏi trận địa. Trong số 15 trực thăng bay chuyến ấy, chỉ có 2 chiếc hoàn thành việc đổ quân. Đây là trận đánh được xem là thiệt hại nặng nề bậc nhất của Mỹ tại Việt Nam. Chiến thuật trực thăng vận xem như phá sản hoàn toàn. Trên đây là 2 trận đánh thể hiện tài năng chỉ huy cực kỳ xuất sắc của Thượng tướng Nguyễn Hữu An, người được đích thân Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mệnh danh là vị tướng của trận mạc. Ông là một trong những vị tướng chiến trường xuất sắc nhất trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, lập nhiều chiến công vang dội bậc nhất, xứng đáng đứng trong hàng ngũ những danh tướng của Việt Nam. Like và tương tác với chúng mình trên Facebook tại fanpage Battleground Người Kể Sự nhé. Đường link mình có gắn ở phần mô tả và top comment của video này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé kênh YouTube thứ hai của team mình tại Battleground Cảm Hóa Thế Giới, nơi có những câu chuyện lịch sử và địa chính trị thế giới vô cùng hấp dẫn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.